nhóm Arch hay còn gọi là chủng vân tay núi. Đây được xem là nhóm chủng vân tay hiếm gặp, chiếm khoảng 5% dân số. Đặc điểm nhận diện: không có tâm và không có giao điểm. Các đường vân hình sóng xếp chồng lên nhau là chủng Symbol Arch, ký hiệu SA. Có một hình chóp như hình cái lều, tâm và giao điểm nằm trên một đường thẳng đứng là chủng Tented Arch, ký hiệu TA. Nguyên tố: đất. Đặc trưng trong tính cách: tiềm năng lớn. Những người sở hữu chủng vân tay núi có tiềm năng rất lớn, khả năng hấp thu gần như vô hạn. Họ có khả năng hấp thu kiến thức và thẩm thấu như một miếng bọt biển, thuộc tiếp người học theo kiểu đào sâu. Khi đào sâu kiến thức chuyên môn, họ có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Đối với những người sở hữu chủng vân tay núi, càng lớn tuổi, họ càng thích nghiên cứu. Nhờ khả năng hấp thu và thẩm thấu không có giới hạn mà họ có thể trở thành thiên tài nếu như có sự rèn luyện đúng và kích hoạt não bộ. Nhược điểm ở nét đặc trưng này đó là khả năng phát triển từ 0 đến vô hạn, cũng đồng nghĩa cho sự phát triển 50-50, được ăn cả, ngã về không. Họ là một ẩn số trong cuộc sống, có tiềm năng lớn cần được khai phá, tuy nhiên nếu không rèn luyện và phát triển đúng cách thì sẽ lãng phí tiềm năng đó. Quy trình, nguyên tắc. Người chủng núi làm việc dựa trên quy trình và nguyên tắc. Khi có quy trình, họ làm việc rất dễ dàng. Và một khi đã thành thạo quy trình rồi, họ có thể tự tối ưu hóa công việc và hướng dẫn lại cho người khác rất hiệu quả. Vì là người tuân thủ quy trình nên trong tác phong làm việc họ rất chỉnh chu, làm việc có hệ thống, chi tiết, cụ thể, rõ ràng. Họ có những nguyên tắc của bản thân. Một khi đã thiết lập nguyên tắc rồi thì sẽ rất khó để phá vỡ, thường khá trung thành với nguyên tắc đó. Ở nét tính cách này chúng ta thấy họ là người khá uy tín. Và cũng ở đặc tính này, nếu như họ tập trung vào các công việc mang tính chuyên môn thì quy trình sẽ giúp họ thực hiện công việc tốt. Nhưng cũng chính vì thích làm việc theo quy trình và nguyên tắc nên họ sẽ thiếu sự linh hoạt trong nhiều tình huống phát sinh đột xuất của công việc và cả trong cuộc sống. Những khởi đầu của họ thường khá chậm vì chưa nắm bắt hoặc thiết lập được quy trình cho mình. Vậy nên, họ cần thêm thời gian để tiếp nạp và thẩm thấu kiến thức để tự thiết lập quy trình làm việc cho bản thân. Kiên trì, nền tảng vững chắc. Họ là những chú ong chăm chỉ, thích làm những công việc mang tính lặp đi lặp lại. Họ có thể bỏ ra một khoảng thời gian dài để làm một việc gì đó theo một khuôn khổ nhất định. Tính tỉ mỉ, cần cù, làm việc theo thứ tự, hệ thống. Họ đề cao chất lượng và sự chính xác. Sự chăm chỉ kiên trì từng chút một giúp cho họ tự xây cho mình những nền tảng rất vững chắc. Họ có thể làm rất tốt những công việc có tính chuyên môn hóa cao và thường có nền tảng kiến thức rất vững trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Sự chăm chỉ kiên trì trong công việc sẽ giúp họ thăng tiến từng cấp bậc. Tuy nhiên, một khi đã quen thuộc với những khuôn khổ lặp đi lặp lại, chính họ sẽ rất ngại để thay đổi những cái mới và thường chỉ giỏi trong lĩnh vực của mình. Tính thực tế. Người chủng núi có khuynh hướng đơn giản hóa vấn đề, thực tế, rõ ràng, không thích lý thuyết trừu tượng. Khi tiếp cận vấn đề, họ cần những minh chứng và nhiều khi chính họ phải là người trải nghiệm thực tế để tự đúc kết. Họ thích định lượng hơn định tính. Họ thường quy đổi về con số để lượng hóa vấn đề. Đôi khi, tính thực tế quá sẽ làm họ trở nên khô khan và tự hoài nghi với những vấn đề nào đó chưa được minh chứng hay lượng hóa rõ ràng. Vùng an toàn. Ở người chủng núi, họ thường tự thiết lập những vùng an toàn cho mình và có tính cẩn trọng rất cao. Họ sẽ tìm hiểu rất kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó, thường không thích mạo hiểm. Trong xã hội, họ thường dè dặt trong việc kết giao và mở rộng mối quan hệ. Họ rất thận trọng và nghiêm túc cho một mối quan hệ lâu dài. Họ có sự trung thành và trung tín rất đáng tin cậy. Ở tính cách này sẽ giúp cho họ ít gặp rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, vì tính an toàn cao nên họ sẽ tự giới hạn cho sự phát triển của mình. Nếu họ không tự bứt phá thì vùng an toàn ấy sẽ không tự phá vỡ được và chính họ sẽ không bao giờ biết được rằng mình có những tiềm năng lớn như thế nào. Trên thực tế, người chủng núi có thể làm những điều phi thường vì một khi đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân thì họ có thể lột xác và hóa bướm thành công. Phần lớn, những người sở hữu chủng vân tay núi thường không biết bản thân có những tiềm năng vô hạn.
và điều này vô tình đã làm cho họ bỏ qua những cơ hội để khai phá và phát triển tiềm năng lớn của bản thân. Để hiểu hơn về sự phát triển của chủng vân tây núi, chúng ta cùng tìm hiểu về câu chuyện sau đây. Câu chuyện về cây tre Moso. Tre Moso là loại tre khá đẹp, được ứng dụng nhiều trong cuộc sống, nhưng lại có kiểu phát triển rất kỳ lạ. Trong 5 năm đầu khi được trồng, dường như người ta không thấy tre có dấu hiệu tăng trưởng nào. Thế rồi, như một phép lạ, khi nó đột ngột lớn lên với tốc độ 70cm, thậm chí 120cm mỗi ngày. Trong vòng 40 ngày, nó có thể đạt chiều cao hơn 20m. Thực ra, trong vòng 5 năm đầu, bộ rễ tre Moso không ngừng âm thầm phát triển, để rồi đến đúng thời điểm thì nó tạo nên cú bứt phá ngoạn mục trên mặt đất. Qua hình ảnh tre Moso, ta thấy hai giá trị rất to lớn, đó là nền tảng vững chắc và sự kiên trì. Xét về nền tảng, thì tre Moso đã dành 5 năm chỉ để phát triển bộ rễ, phát triển nền tảng vững chắc cho mình, để chuẩn bị cho sự bứt phá ngoạn mục trong vòng 40 ngày. Sự kiên trì trong 5 năm đầu, tre Moso chấp nhận không có một kết quả nào cả, cứ âm thầm mà làm những việc mình cần làm, đó là phát triển bộ rễ cho thật sâu, thật rộng và thật mạnh mẽ. Phát triển âm thầm, chậm rãi, kiên trì trong 5 năm để tạo nền móng vững chắc cho sự bứt phá trong vòng 40 ngày để đạt được đỉnh cao. Đây được xem là hình ảnh tương đồng cho sự phát triển của chủng vân tây núi. Giai đoạn đầu, thường họ cũng khá chậm và có thể chậm hơn người khác khá nhiều, nhưng cứ âm thầm, kiên trì, trau dồi chuyên môn, thẩm thấu kiến thức, tạo nền tảng vững chắc và đến một ngày nào đó, sự bứt phá của họ sẽ tạo nên thành công ngoạn mục. Chúc các bạn chủng núi khai phá tốt tiềm năng của bản thân và phát triển vượt trội như cây tre Moso. Vậy, cần làm gì để người chủng núi tự phát triển bản thân? Điều rất quan trọng đó là phải ý thức và tin tưởng vào tiềm năng lớn của bản thân. Đối với trẻ em, cần những kiến thức đầu vào thật chuẩn, vì trẻ có khả năng ghim thông tin rất tốt. Nếu kiến thức đó sai lệch thì trẻ sẽ mãi bị loay hoay trong cuộc sống mà khó gỡ được về sau này. Trẻ sẽ phù hợp với phương pháp học tập 1-1. Vì những khởi đầu thường chậm, vậy nên nếu trẻ học chung với các bạn có phong cách nhanh thì dễ bị trôi bài vì chưa nắm bắt kịp nội dung. Chính vì thế, trẻ cũng khó phát huy khả năng của mình. Đối với chủng núi, cần sự trải nghiệm mang tính thực tế nhiều hơn để đúc kết kiến thức và kinh nghiệm. Vì nếu chỉ học lý thuyết thì họ sẽ khó hiểu và khả năng nhớ không cao. Học tập và làm việc mang tính tập trung chuyên biệt. Giờ nào làm việc đó và lặp đi lặp lại nhiều lần. Khoanh vùng kiến thức và nghiên cứu chuyên sâu, tránh việc học lan man sẽ không có kết quả cao. Tự mở rộng vùng an toàn cho mình, thử dùng nhiều cách khác nhau để xử lý một vấn đề. Thiết lập cho mình nhiều quy trình khác nhau trong học tập và làm việc. Đọc thêm nhiều sách về những câu chuyện của những người thành công trên thế giới và tự thiết lập những mục tiêu lớn cho bản thân. Bạn có đang sở hữu chủng vân tây này không? Hãy kiểm tra 10 ngón tay của bạn nhé. Ưu tiên 2 ngón cái và 2 ngón trỏ. Nếu bạn muốn nhận file PDF về nội dung của chủng vân tây núi, hãy để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tham khảo. Đừng quên ấn like và theo dõi. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp bạn ở các video tiếp theo.